Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại clip tiếp theo của mình, ok? Hôm nay lại mưa tiếp các bạn ạ, lại một ngày mưa rất là buồn luôn, bắn gió mưa các thứ, thật là chán. Hôm nay mình sẽ làm cái món hai người chào các bạn đi, chào các bạn. Tôi Văn Tiến chào Lâm cho anh em. Tôi Đôn Trà chào Lâm cho anh em. Ok, hôm nay mình sẽ làm cái món gọi là cái món đùi gà nướng sa tế siêu kẹ các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này, gọi là cái nền đất thì mình vẫn đang mưa, trời mưa nên là nhìn rất là bẩn luôn, nhưng mà anh mình vẫn cố nướng bởi vì cố gắng làm clip cho các bạn xem, bởi vì mưa gió thực sự là rất là ngại làm clip luôn. Đây là anh mình đang chuẩn bị ba cái đùi gà, tức là nướng lên mỗi anh em một cái, đưa lên cho các bạn xem coi. Đó. Đùi gà mắc to luôn coi ạ. Nào dưới đây. Đó các bạn ơi, đùi gà siêu to luôn, nó không biết là nướng bao giờ mới chín, nhưng mà bây giờ anh mình sẽ khứa bớt nó ra. Là cứ cứa nó ra để trộn sa tế vào, sa tế là ớt để ớt bột Hàn Quốc để cho vào tiến trộn các này vào trước đi, xong để cứa để một thằng cứa ra, cứa đi. Cứa đoạn này. Cứa đoạn nào mà gọi là đều đều tí. Tí nướng cho dễ chín. Với cả ướp nó Đông Trà không biết cứa rồi các bạn ạ. Đây chỗ này là 4 5 cái vào. Tí nó trộn đây. Đổ vào, tí trộn lên. Bóp tương ớt vào. Đây các bạn này, trộn gọi là siêu cay đi. Đó, sa tế đó. Cho luôn nha. Xong khí chưa? Đừng mặt đằng sau mà đằng trước này cắt chưa? Rồi. Cắt chưa? Bên trước này, cắt đi. Đấy, cho một hai khứa ra. Siêu to luôn các bạn ạ. Sâu vào, cắt sâu vào. Rồi, đến xương rồi. Ok, rồi. Đây nhanh chín. Đây cho nhanh chín. Rồi, thế rồi. Bên này ok chưa? Đó, bây giờ gọi là Tiến sẽ tắm gia vị các bạn ạ. Nào đấy này, tắm gia vị, Tiến tắm gia vị này, Đôn Trà sẽ cắt rồi. Nhìn các bạn nhìn thấy đã siêu cay rồi. Trộn đều lên. Để lướng lên ăn không biết thế nào nhỉ. Thế nào Tiến? Phê. Rồi ăn cả cái đùi gà này chắc lo luôn các bạn ạ. Thực sự lo luôn đó. Mình làm ba cái này mỗi anh em ăn một cái. Nhìn rất là ngon. Úi giời. Rồi. Đây rồi này. Úi giời. Đùi gà to vãi trưởng luôn. Đây kéo như một lửa, một phần tư con gà luôn rồi các bạn ạ. Nó chặt làm cả cái đùi luôn. Sứa sâu nữa vào. Sâu rồi. Bây giờ anh mình sẽ đi gióm lò và lướng các bạn nha. Nhìn ngon quá rồi. Đợi bây giờ chỉ thèm ăn rồi. Khá là ngon luôn. Chất chơi chưa? Đây, hôm nay mình sẽ làm cái món gọi là món gì nhỉ? Vừa nói quên rồi, hay là kia nhắc lại cho các bạn nhớ coi. Chân gà lướng đùi siêu cay. Siêu cay. Nói lại. Đùi gà lướng siêu cay. Lướng sa tế siêu cay, ok. Lướng sa tế siêu cay quên lại chân. Ok, bây giờ anh mình sẽ đi lướng nha. Các bạn hãy ủng hộ anh mình bằng cách like, chia sẻ video này, ủng hộ anh mình nha. Anh mình đã trộn xong rồi đấy các bạn ạ. Trộn sa tế siêu cay đây rồi. Bây giờ anh mình sẽ đi gióm lò, thì đợi cái này gọi gióm lò chắc cũng phải mất nửa tiếng rồi, xong rồi cho cái này gọi là để lên ướp nó để cho nửa tiếng sau anh mình lướng thì cho nó ngấm vào thịt ăn chắc là rất là ngon này. Ok, bây giờ anh mình sẽ đi gióm lò nhá. Than đang cháy dần đây rồi các bạn ạ. Bây giờ anh mình sẽ cho gọi là cho đùi gà vào lửa để lướng thôi. Cho vào dần đi. Chắc là cái này vì đây chỉ lướng được cái bếp này chỉ lướng được hai cái thôi các bạn ạ. Đùi gà bởi vì đùi gà nó to quá. Cho nó kia lên. Ui giời, nhìn thấy thế nào bọn mày? Vừa khít. Nhìn thấy thế nào, ngon không? Ngon. Để mà lướng tí nó chín lên thì không biết thế nào đúng không? Đang thèm chưa? Hả? To này chắc không gắp được đũa rồi, thì phải dùng cái tay để đảo thôi. Chịu khó lóng một tí, ok. Khá là lóng đấy. Ủa, bốc lên khá là lóng đấy. Rồi. Thế mà đợi chỉ thưởng thức thôi. Hơi mất thời gian một tí gọi là. Bếp què nhà này là cái bếp lướng nó cũng hạn chế. Là lướng cái đùi gà chắc là khá lù chín đấy. Nếu bình thường những cái đùi gà như này anh mình gọi là to như này anh mình mang ra ngoài đồng ấy thì nó không gian thoải mái, lướng cho nhiều than một tí lướng nhanh chín, nhanh được thưởng thức. Chứ để ở nhà này thì lâu hơn. Nhưng mà trời mưa gió nhiều quá. Anh mình quay ở nhà nên là hơi bị bất tiện các bạn ạ. Nhưng không sao, anh mình vẫn cố gắng để chờ để thưởng thức được cái món thử cái món gọi là đùi gà lướng sa tế siêu cay này. Rất là ngon, nhìn phê rõ lắm rồi. Đợi nó chín, gọi là lửa to một tí nữa này. Mong nó nhanh chín rồi các bạn ạ. Xem khô chưa lần đi. Chưa. Cẩn thận cháy đấy. Kia mình phải lật đều tay, ui ôi, nóng à. Nóng. Sao đã nóng rồi, sợ cháy rồi đấy. Thơm quá rồi. Thơm quá. Lần là cái bên kia kìa, cái bên kia nhìn nhạt hơn. Cầm đấy cũng nóng à.
Ui giời. Đang cảm giác khô dần rồi các bạn ạ. Sao thơm thế? Thơm thế. Ui giời. Là đốt cái kia đi. Cầm cái lên. Thế này mà, bây giờ mới bắt đầu một tí nữa mà lóng thì bọn mình là kiểu gì? Mình không có cái kẹp cơ các bạn ạ. Đồn chè tay chì. Lật quay kiểu kia. À thôi rồi, thế được rồi. Đấy. Thế đi. Đang thơm quá rồi các bạn ạ. Thơm mắc thơm luôn. Ăn cả than. Các bạn là để than nó gì quá, để than nó gì không sao. Cái nó tí nó khắc cháy hết. Đâu khắc vào đấy, vẫn ngon hết các bạn ạ. Thơm thơm. Thơm lưng luôn. Thơm lưng luôn các bạn ạ. Sang tận nhà hàng xóm à? Hàng xóm người thấy rồi đấy. Vậy là chín được khoảng một lứa rồi các bạn ạ. Hai ngày từ nãy cầm tay không được là có thấy nóng không? Nóng. Các thấy chém chưa? Đợi thêm một lát nữa thì chắc là sẽ chín để thưởng thức luôn các bạn ạ. Anh mình nướng được khoảng độ lứa tiếng rồi nhưng mà khá là lâu chín luôn, bởi vì cái đùi gà khổng lồ khá là to, lâu chín lắm các bạn ạ. Đùi gà to quá. Nướng nó lâu chín nhưng mà nhìn nó rất là ngon luôn. Chắc là mình không thể chờ đợi để nướng cái của mình nữa rồi. Chắc là nướng để cho hai thằng này nó ăn luôn. Cái của mình vẫn đang ướp và đặt ở kia kìa. Đó. Hôm nay sẽ đặc quyền cho hai thằng mày ăn nhá. Mỗi thằng giật một cái anh sẽ không ăn, ok. Bây giờ sẽ nướng trước hai cái này cho bọn mày chín, bọn mày ăn trước thưởng thức thử xem ngon không. Ngon thì anh sẽ làm riêng một cái của anh thôi, ok. Đặt vào đi, lật đi không nó cháy. Nhìn kia kìa mà, úi giời ơi. Nhìn phê vãi rồi các bạn ạ. Nhìn cực ngon luôn các bạn ơi. Tí giờ chín thì không biết còn ngon thế nào nữa đây. Anh em mình đã nướng xong hai cái đùi gà rồi các bạn ạ. Thực sự là nướng hai tiếng trời mới có thể. Bây giờ nó mới hơi cháy đen này. Đây là những cái gọi là vỏ ngoài của nó bị cháy rồi, bỏ đi là ăn chắc là vẫn rất là ngon các bạn ạ. Rồi hai thằng này nó chờ lâu quá rồi, nó bảo thèm quá rồi nên mình thôi mình cái của mình sẽ không nướng vội để cho nó ăn xem nó ngon hay không. Nếu mà ngon thì tí mình sẽ nướng mình ăn các bạn ạ, để mình thử sau các bạn nhá. Bây giờ sẽ cho nó ăn thử. Nhìn đây các bạn này, rất là ngon luôn rồi. À, mỗi thằng một cái thử đi. Nóng chơi. Nói em à. Thử không nào, bỏ cái đen đi. Ăn tuốt. Ăn đây à? Mời các bạn nha. Tiến ra đây rồi. Đồ chè nóng à? Công sức 2 tiếng là lướng các bạn ạ. À, lướng ở nhà bởi vì trời mưa phải lướng ở nhà xem là. Mời các bạn nha. Lướng cái này, lướng như nào. Úi giời. Thấy như nào? Ngon là ngon quá. Hả? Ngon, mắc ngon. Nhìn ngon thật các bạn ạ. Không còn vị cay à? cay tí của sao tí. Ừ, tí bọn mày ăn mới thấy rồi. Gà chảy ra hơi ngọt ngọt á. Hơi ngọt ngọt. Ừ, nhìn bọn mày ăn phê vãi các bạn ạ. Thế bọn mày chỉ biết bọn mày không cho anh ăn được à? Hả? Bọn mày gẫm hết rồi. Đây. Thôi. Mà chiều lại mình một lát nữa mình sẽ xuống mình nướng ăn sầu các bạn ạ. Bởi vì không thể chờ nữa rồi, chờ thì cái đùi gà nó lại nguội mất các bạn ạ. Nguội mất thì mất ngon đấy. Nên mình cho hai thằng này gọi là thưởng thức trước. Mình bây đang nhìn mồm của nó thôi. Mắc ngon. Cầm cả cái đùi gà giật xem nào. Nóng quá à. Đầu tiên thì giật cho các bạn xem ngay. Ui giời. Ui. Các bạn nhìn một con đùi gà to quá. Đây là cái đùi gà khổng lồ như mình nướng. Thực sự là rất là lâu luôn. 2 tiếng trời mình thể chín được. Nhìn một con ăn mắc phê. Cắn vào chút. Mình có đun trà cảm giác nhìn ngon hơn. Đúng không? Thôi quá. Đun trà bỏng hết tay rồi à. Nóng quá. Hơi nóng một tí các bạn ạ. Nhìn cái miếng đùi gà khổng lồ là rất là to luôn. Tiến phát biểu cảm nghĩ cái món này em nào.
Không cay à? Có. Sao ăn tốt rồi? Đại lướng từ lẫn ra người mùi thèm lắm rồi. Mình nhìn thèm vãi các bạn ạ. Mình chưa được ăn vội đâu. Ra này chắc ăn giòn lắm. Ăn hư hư cái cây tê tê mồm. Ra đúng nha. Sao tí và thì bên trong này ăn nó mềm mềm dai. Cái này mà thực sự mà cái này mà lướng ở đồng thì chắc là ăn thôi rồi, mà có thể mà nếu mà lướng ở đồng thì ăn được nhiều và lướng được tất cả anh em cùng ăn, còn lướng ở nhà nên là lướng được có hai cái các bạn đã chật luôn cả cái chỗ vỉ lướng rồi, thì là mình đành phải nhịn ăn để nhìn mồm hai thằng nó ăn luôn. Ui giời. Nó đã đánh chén hết gần một cái đùi gà rồi các bạn ạ. Cứ nhanh vãi. Đừng đói ra. Đừng đói. Ngon hơn cả đùi gà cắp thế. Thật á? Mình nhìn thèm vãi các bạn ạ. Thực sự là bao nhiêu là mình chỉ lướng được có hai cái là bọn nó ăn hết rồi. Thằng Tiến gần hết một cái rồi. Mà bọn nó ăn, đợi bọn nó ăn xong mình sẽ hỏi cái cảm giác của bọn nó khi mà ăn đùi gà lướng siêu cay ở nhà xem như là cảm giác ăn ở nhà thấy như là nhìn ăn mắc ngon luôn các bạn ạ. Nhìn ngon thật chứ. Tiến phải cầm cái do rồi. Thôi rồi đó. Cái đùi gà to cái này chả lơ. Bọn này nó ăn cái đùi gà chắc tối về không phải ăn cơm nữa rồi. Đúng không? Bảo làm cái clip ăn cá con gà chắc bọn mày không ăn được đâu nên anh không anh chưa làm thôi. Ăn cả đùi gà to lắm. To thế mới bảo ngày chắc không ăn hết được đâu, ăn có cái đùi gà đã kêu lo rồi thì làm sao mà có thể ăn hết được một cái con gà được. Đúng không? Da nó hơi bị cháy. Cái da nó mỡ nó chảy ra nên nó bị cháy. Úi dồi. Ngọt thật. Ngoài này. Có muốn ăn nữa không? Đó. Hẹn hôm khác nhá. Tiến về nó đã đánh chén xong được một cái đùi rồi các bạn ạ. Cả cái đùi khổng lồ thế mà nó đã ăn xong rồi. Bây giờ mình sẽ hỏi cảm giác bằng Tiến thế nào. Tiến nào. Cho cái cảm giác khi mà ăn món đùi gà siêu cay này mà. Ăn cái này xong rồi tẩm cái này ấy sa tế hơi cay cay. Ăn đùi gà ngọt nữa. Mỡ của gà chảy ra lướng ngon thôi rồi. Chơi ra xong. Có đi làm cái lưỡi hả? Đi làm cái lưỡi là phần của tao. Thôi phần của bọn mày nữa đâu, ok. Bởi vì đây là bọn mày không chờ nữa nên tao cho bọn mày ăn thử trước để cho để quay clip cho các bạn xem, ok. Còn cái kia là phần của tao nhá. À bây giờ đôi chè nào cho cảm giác khi mà ăn hết cái đùi gà khổng lồ không nào. Ăn cái đùi gà lướng này ăn nó vị của sa tế với cả ớt này, với cả bột Hàn Quốc ăn nó vào nó tê hết mồm. Ăn nó đậm đậm nữa. Xong là tao nhìn Tiến ăn chả thấy tê gì. Giá thịt hai bên này rồi à. Sao ăn ngon thế? Đói. Đói. Với cả ăn miếng thịt gà là lướng ấy ăn nó mềm với cả ngọt. Thật. Mềm với ngọt. Thật chỉ ra ăn giòn tan. Như cách bọn nó diễn tả các bạn ạ, mình không biết là có ngon hay không, nhưng mình nhìn thấy cách diễn tả và cách ăn bọn nó rất là ngon rồi. Bây giờ mình sẽ xuống nướng để mình thưởng thức các bạn ạ. Bây giờ sẽ đến lượt mình. Thằng kia vẫn thèm à? Ăn cả xương rồi. Nhai luôn cả xương xem nào. Gãy răng đấy. Ok, bây giờ mình sẽ xuống nướng để mình thưởng thức các bạn ạ. Bây giờ anh sẽ xuống nướng và sẽ chia cho hai thằng mày nữa nhá. Úi dồi các bạn ạ. Thế bọn này định ăn hết cả phần của mình luôn này. Ăn rất là tham luôn, ok. Mình sẽ không làm mất thời gian của các bạn nữa. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye.